đi nè. Ba đi nè. Tự nhiên đang ngồi ba. Trời thương. Ba đi. Ba. Ba đây mà. Ba đây mẹ. Bê. Ba 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 ba. Bê. Ba đây mà. Chết. Ba. Chụp sao rồi. Mới còn có gì ối. Ba. Không nói chuyện nữa mày. Cho cái miệng hấu. Ba. Thế trời ơi. Sao vậy? Do bộ la đó mà nó lại sao lưu lại người mẹ nằm im không nó không năng. Kiểu này mới cài dây hình quay chụp hình nền thôi được cho em cười được cái mỏ miệng đó rồi. À, bóp miệng lại đau bóp miệng chó nó vậy đó, nó mò vậy đó, đừng ép em nó bóp miệng cái gì mà cái chó nó đây vậy đó là cái gì tiếp cười chi mà mệt vậy hả? Rồi ho bây giờ. Để cho đứng nè. Đứng nè. Trời ơi, cười mệt quá. Cười vậy không có tâm vậy trơn, giá bộ. Cười mệt rồi. Cười giờ cười trầy trét rồi đó. Đuối rồi. Cười là cười trầy trét. Mệt quá. Thôi rồi đó. Thôi cho. Giờ đó. Thôi không đứng nữa. Nay đứng được như cái gì mà cứ cười dữ vậy? Cái hình này mà các em cười giật hết luôn. Đâu ai yêu cầu con làm đâu mà con làm mà. Đâu ai yêu cầu. Cười mà nằm xuống ho rồi bật dậy cười tiếp. Đâu có ai yêu cầu. Làm cái gì nó làm gì. Cái bữa nó là ba ngày rồi ở đi phơi đồ nghe trảm cái bữa nó đái cái quạt rớt xuống mà nghe cái quạt rồi rớt xuống vẫn chuẩn bị đi ngủ em đang ở ngoài này em đi toilet nghe chứ không lẽ bà nội vô chơi với thằng Bi cái gì dọc vô có mì lắm nó bò ra rồi cứ vừa vừa ông đá bay cái quạt cái mấy ngày nghe chị. Ai nói chuyện nói còn trời mặt con cười mặt con coi cái răng coi cái răng đó ba đẩy hàng lại đi ba.
Không có chỗ nó dịnh nó đứng nè. Chú buông cho nó học mấy vô nó hủy. Không đái thì đứng không được, không có dịnh được. Con miệng sao dính chùm nè. Dạ đó, cái kiểu của nó vậy đó. Đi hết. Đó rồi con. Các bạn, 2, 3, các bạn.